banana chip. Chị đang ăn samosa chả giò phải không? Ngon không? Hôm nay đang chiên khoai lang chiên cho Matteo á mọi người. Nó là chỉ có mấy cái này thôi à. Giờ nấu mì cho nó nữa. Mọi người ơi, Dân hôm nay cái bữa trưa của Dân đơn giản thôi. Tối nay là năm mới rồi nên buổi trưa này mình ăn lại hết tất cả mấy cái đồ cũ rồi chiều nay mình sẽ nấu món mới. Cái này là kim chi với lại đậu que hộp á, mọi người ăn cho nó hết còn dư chút xíu. Còn kim chi thì còn hai hũ trong đó nhưng mà gấp ra ăn kèm cho có ly ghim á. Còn mấy cái miếng gà này là do nhỏ bạn nó làm ở Citadel đó mọi người, cái nó cho đó, nó cho đồ ăn nè, trời quá đất. Đùi ớt nữa, Dân thích ăn đùi ớt lắm mọi người. Trời nó lấy quá trời luôn nè. Nó cho em dạ, con bé Thí á, cái bé Thí nó bữa đông xảo á, của Dân qua bên đó cái gom về. Gom về quá trời luôn. Rồi bây giờ Dân ăn mì gói kèm với lại đùi ớt. Cái này là mì, cái này là hai cái tô cũ của hai đứa nhỏ nó ăn dư trộn lại đó. Tại vì Dân không, Dân định ăn đùi ớt cho hết thôi, rồi cái sẵn còn dư cái này cái Dân trộn lại ăn cho nó hết luôn chứ bỏ uổng. Rồi bây giờ Dân ăn nhanh gọn lẹ cái bữa trưa của Dân với Nô. Nô thì ăn đùi ớt với bánh mì. Dân mời mọi người ăn cơm chung với lại Dân với Nô nha. Rồi mọi người ơi, hồi sáng nay á mình đi chợ để chuẩn bị mua đồ cho tối nay ăn Tết Tây á mọi người. Thì sẵn thấy cải chua ngon quá. Hôm bữa cháu Dân nó cho một hộp nhỏ đó mọi người, ăn hết rồi mà ăn ngon quá rồi cái... Dân đi chợ sẵn rồi cái mình mua hai cái về muối để dành tới Tết Việt Nam luôn. Rồi bây giờ thì Dân chuẩn bị làm cải chua muối đây mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, bây giờ Dân sẽ đi trụng cải, do là ở bên này nó không có nắng để phơi như bên Việt Nam cho nên sẽ trụng sơ. Có nhiều anh chị thì làm theo cái cách là không có trụng, nhưng mà mình sẽ trụng sơ để cho cái cải rồi trộn sơ với lại cái nước sôi, bỏ thêm một chút muối đường để cho cái cải của mình nó xèo bớt đó mọi người. Sau đó thì mình sẽ ủ cải rồi sau đó mới nấu nước muối. Rồi mọi người ơi, Dân đã bỏ chút muối chút đường vô trong cái nước sôi này. Bây giờ mình sẽ đợi cho muối đường nó tan xong đó sẽ đi trụng cải nha. Rồi mọi người ơi, sau khi mà Dân trụng cái cải xong thì nó sẽ xèo xuống như thế này. Bây giờ mình sẽ đi ủ cải. Mình phim cái phim lại, mình ủ cải trong vòng 1 tiếng 2 tiếng gì đó. Rồi sau đó mình sẽ quay lại để nấu nước muối đường. Rồi đợi cho cái nước muối đường nó nguội. Rồi mình bỏ cái này vô hũ, mình chế vô cái muối đường đó vô. Rồi mình muối trong vòng 2-3 ngày là ăn được nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ Dân sẽ quay qua để nấu cái nước muối. Thì cái nước muối này thì mình sẽ sử dụng là 3 kg cải thì mình sẽ sử dụng khoảng 2 muỗng canh muối, rồi 1 muỗng rưỡi canh đường cát vàng. Nếu mà mọi người không có đường cát vàng sử dụng đường cát trắng cũng được. Nhưng mà mình thêm vô xong ở trong đây một chút đường phèn nữa. Bỏ cái đường phèn này vô để cho cái cải của mình nó được giòn với lại nó ngọt thanh á. Thì khi mà mình ăn nó sẽ ngon hơn. Chứ nếu mà bỏ muối, nấu nước muối không với đường thì hồi ăn ra cái vị cải của nó không có được ngon, nó cứ mặn lè. Rồi đây mọi người ơi, đây là hai cái hũ dưa chua mình chế nước muối vô rồi. Bây giờ mình để đây để coi qua ngày hôm sau hay là ngày hôm sau nữa coi là thành phẩm của mình như thế nào nha. Rồi mọi người ơi, cái thành phẩm mà cái này là cái thành phẩm không biết gọi là gì đây, nước lê táo tàu nấm tiết của Dân nó đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ múc ra ly ăn hoặc là múc vô cái chén cho nó dễ ăn. Rồi xin chào mọi người. Hôm nay là cái bữa sáng cuối cùng ở nhà. Dân làm cả nhà Dân sẽ làm mì xào.
cái gan rồi bao tử này kia mình ăn lẩu còn dư lại đó mọi người, thì mình sẽ lấy ra xào với lê ghim rồi làm mì xào, ăn mì xào với lại lê ghim này kia, ăn nhanh gọn lẹ, mấy đứa nhỏ nó cũng dễ ăn với cái món này nữa. Rồi đây mọi người ơi, cái dĩa mì xào của Dân nó ở đây rồi đó, ăn đơn giản nhanh gọn lẹ vậy thôi, xong chút nữa đi làm đó mọi người, còn có 1 tiếng rưỡi nữa đi làm rồi. Rồi bây giờ Dân sẽ ăn nha, bữa trưa đơn giản của nhà mình. Dân mời mọi người ăn mì xào hải sản phèo gan tùm lum tà la, mì xào bò bí lù chung với nhà Dân nha. Santé, allez, vô vô tu mò. Tu mò đà đi. Vô 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 vô. Santé vô. Vô. Banane, banane. T'as la flemme, c'est que toi tu dois repayer une galette. Voilà, c'est ça. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà. Il y a deux fèves dans une galette. Qu'est-ce que c'est fèves? C'est dans haricots. Des fèves sèches. Et il y a une petite pièce comme ça. Et cette petite pièce là, toi tu mets la couronne. Et l'autre, celui qui a la vraie fève, lui il paye. Ah, mais ça c'est. C'est vraiment tradition ou pas? Ouais, tu sais où elle est la vraie fève? Là-bas. Ah bon? Ah oui, oui, oui! C'est donné à Isabelle. Ah bon? Ah. Tu es malin, hein? Ouais. Cái này là hôm nay là ngày ngày mà cái lễ giống như người ta nói là cái lịch sử của cái bánh galette de roi này, mà ai mà cắt chúng mà trong đó là có cái bức tượng á mọi người, nó sẽ có hai cái bức tượng, một cái bức tượng mà màu trắng với một cái bức tượng nhỏ, nếu mà ai lấy chúng được cái roi đó là sẽ được làm vua, rồi một người còn lại thì sẽ phải trả cái tiền mà cái bánh galette đó, mà ông nói không biết thiệt hay không, mình dân hỏi ông thiệt không, ông nói là đúng là vậy. Rồi xin chào mọi người, hôm nay là sáng thứ bảy, Dân được nghỉ ở nhà cho nên là ba ba mua mấy cái bánh donuts về cho mấy mẹ con mình. Et cái này mà rouge, cái này mà rose, cái này mà marron, chocolat, màu chocolat. Rồi. Rồi mấy đứa ơi, lại đi nè. Ủa, ba ba không có mua galette de roi hả? Mua cái này hả? À, ở trong tủ lạnh hả? À, quay 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 thấy rồi. Rồi, nhà hả, mua quá trời ơi, mua donuts nè mọi người, rồi bánh galette de roi, tại vì bên Pháp đang là hôm lễ galette de roi đó mọi người. Còn đây bánh khét. Nào, cho rồi xong. Xong rồi, xong rồi cái mua nè. Cho rồi gì? Bẻ ra một nửa thôi, không cắt một nửa. Cắt một nửa ra đi. Cắt một nửa ra thôi. Rồi. Rồi, đắc quỷ thần ơi, ăn vậy đó hả? Ngon không? Dạ, bà chis. Mẹ cho no quá, mẹ ăn sáng rồi, mẹ ăn nguyên cái củ khoai lang. Bữa đó bà nói mua khoai lang quá trời. Le donut, tu veux quel toi? Le citron, ça c'est citron, chocolat. Mathis, tu prends lequel? Mathis, ăn đại đi nè. Ouais, moi je mange celui-là, chocolat. Chocolat est grand là. Ah. Ouais, il est bon. Non, bah, hein. Laisse-moi voir le. C'est quoi le brownie que t'as mis? Ça, c'est le pastèque. Ça, c'est le pastèque. Non, 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 Mathilda, cái nào một cái thôi. Maintenant, non, mais non, quand on a noir. Ça, c'est le citron, ça. Ça, c'est quoi? Citron? Cái đó là màu vậy thôi. Mà tôi ăn cái nào? Ăn cái nào là chọn đi. Ok. Ça c'est beurre caramel beurre salé. Papa, moi je veux le bleu. Là tu goûtes. Moi je goûte le bleu. Tiens, hop là. C'est normalement quoi ça? Non, c'est moi. Ça. Moi. Bien. Ngon. Ah non, je peux pas aimer ça. Thì cái này normal nó là bê nhê mà nó tại nó nhúng sô cô la vô thôi. Nó là bê nhê đó. Cái này là gu bê nhê normal. Mà tay con tay là cái đó. À. Không, nó không ăn. Mà toàn sợ. Sợ. Ra đứa mặt coi. Trời mày ăn bánh đồ nước mà mày nhăn như khỉ vậy trời. Mustafa. Rồi, bây giờ đang ăn bánh galette. Ai đâu mà chị đã có gì đâu. Yeah. Machida hôm nay là princesse phải không? Machida c'est la princesse. Đừng có nghe, đừng có nuốt cái đó nha con, bỏ ra nha. Moi, moi,
Ủa mà nó tới hai cái được không ba, chứ phải có một cái đâu, một cái bánh là có hai cái. Còn đưa dèm còn cái đấy, coi chừng nha ba chết, coi chừng nha, gỡ lên trước hả, coi cái có. Bạn đi làm hết đi. Chị đã có đảo vậy ta, ăn đi. Hôm qua nó ăn ở trong trường nó cũng có đó. Ăn galette rồi rồi ăn coi mỏ nó thấy ghét không? Đâu, ngồi lên coi. Ô là la, mấy đứa. Ai ba mê. Ma chi da, ma chi da, ma chi da, ma chi da. Ăn đi con. Trời ơi, cái đồ đổ nhớ rửa kỹ lại nha. Rửa cái đồ đổ này không có rửa máy nha ba. Rồi hôm nay hả, đi chợ mua được thịt rẻ quá trời mọi người ơi. Anh thấy son rẻ nè, nên để dành cắt rồi để đông lạnh. Để đông lạnh xong rồi cắt nhỏ nhỏ đó để trong bịch đông lạnh rồi cái để dành mình nấu ăn. Tại nhà dân thường cuối tuần hay nấu luôn cho mấy ngày trong tuần đó. Rồi cái ở nhà mấy cho con nó hâm lại thôi. Thì chừng nào hết một ăn thì ổng nấu một vài món đơn giản như thôi. Rồi giờ ăn tới rồi. Đây, cơm canh của Machit. Machit này ăn giỏi nha. Thì dân làm tàu hủ ngoài thịt đó, chiên mọi người ơi. Chút nữa mình sẽ ăn với thịt chiên này. Mình chiên thịt cho mấy đứa nhỏ, tại mấy đứa nhỏ với nô thì không thể thiếu thịt nữa. Còn chút nữa dân sẽ chiên tàu hủ ngoài thịt này, ăn với lại khô chiên với lại canh của dờn. Vậy là xong bữa nhanh gọn lẹ luôn mọi người. Rồi hồi sáng hôm nay thì cả nhà của mình ăn đơn giản vậy thôi mọi người. Cái này là canh củ dền đó mọi người. Tại vì cái củ dền mà trong nó luộc sẵn ở trong cái bọc đó, dân mua để cũng lâu rồi, cái hồi lấy ra nấu canh luôn. Nấu canh củ dền ăn cho nó ấm. Cái gì? Rồi đây nè, Machida nó ăn thịt với lại mì gói. Rồi ăn đi. Rồi ăn gấp đũa đàng hoàng. Còn cái dĩa cũng mập. Học ăn nhanh. Hôm nay cả nhà mình ăn tàu hủ nhồi thịt với lại thịt chiên với lại canh củ dền. Rồi ăn đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ dân mời mọi người lại ăn cơm chung với lại dân với nô nha. Tút lại đưa thì làm đi rồi. Đây, mà hôm nay là Machat với Mateo nó sẽ thử cái limonade mà Japone á mọi người. Rồi nó chơi cái trò chơi gì không? Rồi làm đi. Khó lắm á. Cứng lắm ạ, chứ không phải là... Mà chị sống portage. Ủa là ai đâu? Oh là là, truc. Wesh. Yeah. Ah oui, et après faut pas ouvrir. Regarde, elle est là, la vie. Ouais, con phải ấn mạnh chứ không thôi là nó kẹt đó nha. Ah, mais je connais. Con phải ấn ra mạnh tay á chứ không hồi lại nó kẹt á nha. Chứ mà bạn thấy ông Step ông làm mạnh tay lắm á, ông để là làm cái búp cái nó lọt xuống dưới đó. Cái limonade này nó ngộ cái là giống như nó có cái viên bi ngay chỗ này nè mọi người. Giống như phải cái mình phải ấn xuống đúng không? Mập nó làm rồi mình làm đi. À, từ từ. Bấm coi chừng. Để vô, để vô cái ly. Ê, để vô cái ly. Chứ có sao là bị đờ cơ. Ê, nó vậy đó. Uống đi, nó y như cái gu limonade thôi, có gì đâu. Nó y như nước có ga vậy đó. Uống đi, nó có cái ly cái bi vậy đó. Nó có cái viên bi này ở trong nè mọi người. Nhiễu tùm lum hết rồi. Ê, nó lỏng không? Cái bi nó ở trong đó. Rồi, đưa cho ba với mà chín nó hút tê thử. Trời ơi, Mato dành giống như trang thằng Nhật Bản nào đó. Ừ, nó là giống nhất. Rồi hoài cái búa đi, rồi hoài. Cái viên bi nè mọi người, nó có cái viên bi ở trong vậy nè, nó lúc nhất. Rồi hôm nay tới em Machit. Em mà chưa, không phải, gỡ cái đó ra luôn. Em Machit nó sẽ mở cái. Không, mà tôi chỉ đi. Machit lại chỉ em, Machit ơi. Tôi chỉ rồi, đừng có hai ba đứa. Chuyên nhiều quá, họ nó công tụi nó. Mà tôi cái tài nó Malero lắm.
Mở cái nó làm đi, cái làm đi. Nó có cái viên bi nè mọi người không? Cái chút nữa cái để cái đó vô cái nó ấn cái bụp xuống một cái. Rồi, nè, khoan từ từ phải bỏ vô trong đây là cái con bụp bụp cái. Rồi bỏ vô đi. Rồi bụp bụp cái. Ấn mạnh lên, ấn mạnh lên. Không, không quên được không? Để cái tay vậy nè, ấn. Voilà, đúng rồi, ấn cái này. Ấn mạnh lên. Voilà. Si, nó mở ra xíu. Rồi, cắm chai lên đi. Rồi. Cắm chai lên. Hấp đi, hấp đi. Hấp đi. Uống đi. Nó uống này, cái nước này nó có ga, cái bi nó nổi bọt 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 lên, nó đẹp rồi, uống đi. Sao? Sao? Đâu? Mà chị đã uống hả? Trời ơi, uống cái limonade sabone đó hả? Ngon không? Ngon không? Uống cái này đã không? Xin tiền ba ba đi sabone uống. Có cái bi đơ đăng, đúng rồi, mẹ biết rồi. Có cái bi đơ đăng đó. Rồi, một chai vậy mà 4 đồng mấy này mọi người. 4 đồng 20 á. Mắc dễ sợ luôn. Đúng là hàng của Sabon á, nó qualité bien á. Thành ra nó bán mắc dễ sợ. Chai, on va manger à une demi là. Machida, elle a ouvert. Machida. Machida, nói ba ba đi, nói. Ba ba, cho tụi con đi Sabonet uống cái này. Papa, đi Sabonet uống cái này. Chi, rồi. Rồi mọi người ơi, hôm nay là chủ nhật á, ở nhà mình sẽ nấu phở nha. À, bây giờ Dương đang chuẩn bị mấy cái công đoạn. Nhà mình nấu là phải nấu hai cái nồi lớn như vậy nè. Bây giờ mình cắt thịt rồi, giờ sẽ chuẩn bị đi nấu cái nước lèo. Rồi Dương chuẩn bị nguyên liệu sẵn cho hai nồi rồi. Bây giờ sẽ nấu thịt lên rồi chuẩn bị nêm nếm gia vị nha. Rồi mọi người, bây giờ hả là chuẩn bị nướng củ hành này kia bỏ vô nè. Rồi mọi người ơi, hôm qua Dân nấu hai cái nồi phở đó, nhiều quá. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái phở. Hôm nay nó rục và nó ngon lắm mọi người. Thì trưa nay Dân với Nô sẽ ăn phở, rồi để dành chiều cho bọn nhỏ nữa. Ăn trong mấy ngày trong tuần á, rồi hết thì mình sẽ nấu cái món khác tiếp. Bây giờ Dân mời mọi người ăn phở chung với Dân và Nô nha. Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay Dân đi làm mà 10 giờ cho nên mình có thời gian ăn sáng nhanh một chút. Cái này là mình ăn cái biscuit với lại bơ đậu phộng với mứt vỏ cam á mọi người. Dân sử dụng cái loại của hiệu này nè, Bonamamon. Cái này là mứt vỏ cam, nó rất là ngon. Nó có cái vỏ cam li ti trong đây nữa nè mọi người. Còn bơ đậu phộng thì Dân sử dụng loại này. Sau đó mình sẽ... khi ăn sáng xong thì mình sẽ uống vitamin tổng hợp, viên dầu cá với lại vitamin D. Rồi mình sẽ uống nước chanh nóng, thường thì Dân hay uống chanh nóng mật ong vào buổi sáng á. Rồi chút nữa mình đi tắm ra thì sẽ nhâm nhi một ly trà và ăn một trái cam rồi chuẩn bị đi làm. Như vậy là một bữa sáng đầy đủ chất của Vân đã xong mà cũng nhanh gọn lẹ nữa. Bây giờ Dân mời mọi người ăn sáng chung với Vân nha. Rồi xin chào mọi người. Hôm nay là chiều thứ tư, Dân được ở nhà. Lịch nghỉ của Dân hôm nay là chiều thứ tư cho nên là mình tự nhiên mình thèm bánh hot dog mà giống như kiểu như bên Việt Nam vậy đó mọi người. Nên Dân làm quậy bột để làm cái bánh hot dog phô mai nhân pate. Cái này là pate Đức á mọi người, hồi kỳ đó mua đi Đức mua nhưng mà còn lại chút xíu này, cái mấy đứa nhỏ nó ăn riết nó ngán rồi. Bây giờ Dân đổ cái bánh này luôn. Bây giờ mình sẽ đợi chút xíu cho cái máy nó nóng lên rồi cái mình mới đổ nha mọi người. Đợi khoảng 2-3 phút gì đó cho cái máy mình nó nóng rồi cái mình sẽ đổ cái bánh hot dog. Ở bên Việt Nam thì người ta đổ với là xúc xích với phô mai, nhưng mà ở đây Dân đổ bánh không có trà bông mọi người. Dân đổ đại cái phô mai chảy với lại phô mai con bò cười nè, với lại dăm bông với lại phô pate. Cho nó hết mấy cái đồ này trong tủ lạnh, mấy cái này đồ cũ á mọi người. Đổ cái bánh này làm thành cái món mới, có khi tụi nhỏ nó thích hơn á. Rồi đây mọi người, Dân đổ xong rồi nè. Còn mấy cái nữa. Còn mấy cái nữa là xong rồi.
Trời ơi Machida ơi, thiệt tình luôn á. Rồi mọi người ơi, cái bánh hot dog nhân là đổ xong rồi đây nè. Rồi bây giờ thì để cho nó nguội xong cái mình bỏ vô cái hộp để dành ăn ăn sáng hoặc là trưa đi làm về vậy đó. Có khi gấp quá không có gì ăn thì mình bóc đại mình ăn vậy đó, ăn với salad đó, cũng ngon nữa.